Kính thưa các quý đạo hữu, người tại gia thì có câu mưu sự tại nhân, thành sự tại gì? Tại thiên. Nhưng người đi xuất gia thì mưu sự tại nhân và thành sự cũng tại gì? Tại nhân, không phụ thuộc bất cứ vào thứ gì. Người đi tu không bao giờ đổ tại hoàn cảnh. Tại hoàn cảnh cho nên tôi thế này, người đi tu phải bỏ cái đó ra, chúng ta mới đi đến đích được. Không một cái gì đổ vạ cho hoàn cảnh, mà chỉ nhận định hoàn cảnh, chứ không đổ vạ cho hoàn cảnh. Ví dụ, ở ngoài đời thì người ta có: tại ông chửi tôi thì tôi mới đánh ông. Nhưng người xuất gia thì sao? Nhận định hoàn cảnh là người đó đánh tôi, là nhận định. Còn tôi đánh người ta là do tôi sân giận, chứ không phải tại người ta đánh tôi cho nên tôi đánh người ta, mà do tôi còn sân giận, tôi chưa có định tâm nên tôi đánh lại người ta, và tôi bắt đầu tiếp tục đoạn trừ cái tâm sân giận của tôi. Thế là người xuất gia không đổ vạ hoàn cảnh mà nhận định hoàn cảnh, nhận diện tâm mình để chuyển hóa tâm mình. Thế là có phải sống được sống bằng lý tưởng không? Chuyển hóa tâm mình là cái mà mình đang chọn mà. Thế là chúng ta luôn luôn trong hoàn cảnh nào, chúng ta cũng được sống với lý tưởng. Không một lúc nào là không được sống với lý tưởng của chính mình. Không có một thứ gì trên đời này làm cho chúng ta không thực hành được lý tưởng của chúng ta. Không có một thứ gì, dù đó là kẻ ác đến cùng cực, cũng không thể nào mà cản trở được lý tưởng của chúng ta. Và chính vì thế cho nên trong Phật Pháp, pháp đầu tiên mà người đệ tử Phật phải thực hành được, đó là sám hối, tự nhận diện về chính mình. Luôn luôn phải tự nhận diện về chính mình, phải làm bằng được thì chúng ta mới hoàn thành được lý tưởng của mình. Thì trong sám hối thì có tự nhận lỗi và người khác chỉ lỗi. Tự nhận lỗi tức là luôn luôn nhìn lỗi mình trong tất cả các hoàn cảnh trước khi nhìn lỗi người. Trong một cái việc này, lỗi của tôi là gì? Để cho mình có thể chuyển hóa tâm mình trước. Đấy là người tu đạo thì là người như vậy. Sau đó rồi, vì việc chung, chỉ lỗi cho người để cùng hành thiện. Khi chúng ta thấy tâm chúng ta còn có cái lẩn khuất của việc là chỉ lỗi để mong đổ tội thì chúng ta chưa chỉ lỗi. Vì nếu như chúng ta chỉ lỗi với mục đích để chúng ta đổ tội thì ngay lúc đó chúng ta đang tạo nghiệp mới. Mà người xuất gia thì phải dừng nghiệp. Thì chính cái nhận lỗi là chuyển nghiệp phàm thành nghiệp thánh. Đầu tiên là người phải biết nhận lỗi, sửa lỗi thì chúng ta mới có thể tăng trí tuệ, tăng phúc báo được, và tâm mình nó mới nhanh hết các cái cô ấy. Nếu ai chưa biết thực hành thì phải tập thực hành. Nếu ai thực hành một chút rồi thì phải tinh tấn lên. Đường đi tới đích chúng ta không thể lắm tay kéo nhau được. Con đường đi tới đích thành thánh không thể lắm tay nhau được, không thể kéo nhau được, mà chính tự tâm mình sẽ tịnh hóa tâm mình thì sẽ tới đích, chứ không ai có thể tịnh hóa tâm mình giúp mình được, mà người ta chỉ có thể thành ngoại hộ thiện tri thức, giúp đỡ cho kiến thức, giúp đỡ cho sự sách tấn, giúp đỡ cho sự nâng đỡ. Còn chính bản thân mình phải là người biết cách nhận lỗi, tự mình nhận lỗi và biết cách
tự điều phục tâm mình để đón nhận sự chỉ lỗi của người khác. Tự điều phục tâm mình bằng những cái điều phục những cái tâm khó chịu, cái cảm giác bị người khác xúc phạm. Tất cả cái đó là bản ngã chấp danh nó sinh ra, các quý đạo hữu. Tất cả các cảm thọ, cảm giác nào nó dâng trào lên khi chúng ta bị chỉ lỗi, đó là bản ngã. Và chính cái cảm giác đó nó làm cho chúng ta có những hành động khiến chúng ta lu mờ trí tuệ. Nếu chúng ta thấy người khác chỉ lỗi cho mình mà chúng ta còn dâng lên những cảm thọ khó chịu thì biết rằng mình đang vẫn còn trên đường đi xuống của trí tuệ. Nếu chúng ta sống trong pháp lục hòa mà sẵn sàng khi người ta chỉ lỗi cho mình, cái đó nó mở trí cho mình rất nhanh. Mình sẽ có duyên để mở được trí, có vô sư trí. Rất tuyệt vời.